Thưa quý vị, mới đây, thẩm phán liên bang đã yêu cầu cựu Tổng thống Trump làm rõ yêu cầu ngăn FBI đọc các tài liệu giấu tuyệt mật được thu giữ từ dinh thự Mar-a-Lago trước hạn chót 26 tháng 8. Trước đó, vào 22 tháng 8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi đơn kiện đến Tòa án bang Florida đề nghị thẩm phán ngăn các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang FBI xem xét những tài liệu thu tại dinh thự riêng Mar-a-Lago cho đến khi có chuyên gia đặc biệt giám sát quá trình này. Ngay sau đó, thì vào ngày 23 tháng 8, thẩm phán liên bang Eileen Cannon đã gửi các văn bản yêu cầu ông Trump giải thích thẩm quyền can thiệp của tòa trong vụ này và nêu rõ mong muốn của mình trong quyết định của tòa trước hạn chót ngày 26 tháng 8. Bà Cannon cũng đề nghị nhóm luật sư của ông Trump cân nhắc các tác động tiềm ẩn từ đơn kiện. Theo quy định của luật pháp Mỹ, thì chuyên gia đặc biệt có thể được bổ nhiệm trong những vụ án đặc biệt nhạy cảm để kiểm kê tài liệu và đảm bảo các nhà điều tra không tiếp cận thông tin đặc biệt. Ông Trump còn yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ cung cấp thống kê chi tiết về những thứ bị FBI tịch thu tại nhà riêng của ông và trao trả những vật phẩm, tài liệu không được quy định trong khám xét. Trước đó, vào năm ngoái, Cục Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia đã phát hiện ông Trump mang theo nhiều thùng tài liệu chính phủ khi rời Nhà Trắng vào cuối nhiệm kỳ tháng 1 năm 2021. Những tài liệu này lẽ ra phải được chuyển vào kho lưu trữ theo đạo luật hồ sơ Tổng thống. Cơ quan lưu trữ và hồ sơ quốc gia Mỹ cũng cho biết từng thu hồi khoảng 100 tài liệu gồm 700 trang được đánh dấu tuyệt mật từ dinh thự của cựu Tổng thống Donald Trump ở Mar-a-Lago, Florida. Trong đó, một số tài liệu tuyệt mật được xác định có nhiều thông tin về các chương trình truy cập đặc biệt. Ông Biden vẫn lặng thinh sau vụ tư dinh của ông Trump bị khám xét. Ông Biden đã chọn cách im lặng suốt 2 tuần qua khi các cố vấn không muốn Tổng thống vướng vào làn sóng tranh cãi về cuộc khám xét bất ngờ tại dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump. Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra các quyết định chiến lược khi ông chỉ trích mạnh mẽ hơn nữa ông Donald Trump, dù trước đó hầu như không nhắc đến tên người tiền nhiệm trong 16 tháng đầu tiên cầm quyền. Tuy nhiên, sau 2 tuần kể từ khi FBI khám nhà ông Trump ở Florida, ông Biden không còn nhắc đến cựu Tổng thống, đồng thời từ chối thảo luận về cuộc điều tra liên quan tới cách ông Trump xử lý tài liệu mật. Ông Biden và các phụ tá cho rằng, việc bình luận khi cuộc điều tra chưa có kết luận cuối cùng là không phù hợp. Các cố vấn của Tổng thống cũng ngần ngại làm to sự tranh cãi vốn đang thống trị trang tin tức Mỹ và lấn át cả chuỗi chiến thắng lập pháp gần đây của Đảng Dân Chủ. Khi đi nghỉ cùng gia đình ở Nam Carolina và Delaware, ông Biden đã phớt lờ các câu hỏi về cuộc điều tra và gần như né tránh phóng viên. Trong sự kiện Tổng thư ký ban hành luật về khí hậu, chăm sóc sức khỏe và thuế vào tuần trước, nhân viên Nhà Trắng đã bật nhạc để lấn át những câu hỏi về ông Trump. Giờ đây, khi mùa tranh cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần, các phụ tá cho rằng ông Biden có kế hoạch biến việc chỉ trích chương trình nghị sự của ông Trump thành phần quan trọng trong thông điệp khi Tổng thống tìm cách tạo ra sự đối lập với Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, ông chưa có kế hoạch lao vào bãi mìn chính trị sau vụ khám xét Mar-a-Lago, theo Wall Street Journal. Biết về vụ khám xét qua báo chí, Nhà Trắng ít công khai về tác động an ninh quốc gia. Từ tài liệu mật thu hồi tại Mar-a-Lago, ngay cả khi vài thành viên Đảng Dân Chủ lo ngại vụ việc có thể làm lộ một số bí mật được chính phủ bảo mật nghiêm ngặt. Trong khi đó, các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa yêu cầu thêm thông tin về cách thức và lý do FBI tiến hành khám xét. Ông Trump khẳng định lần khám xét này mang động cơ chính trị và không cần thiết. Trợ lý của Tổng thống nói ông Biden không biết gì về cuộc khám xét và biết về thông tin này qua báo chí. Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống đã không được báo cáo ngắn gọn về cuộc điều tra này. Sau 3 ngày im lặng dưới áp lực chính trị to lớn, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết ông đích thân chấp thuận cuộc khám xét bất ngờ. Trong tuyên bố ngày 11 tháng 8 trên buổi phát biểu của Bộ Tư pháp Mỹ, ông Garland đã không trả lời câu hỏi nào từ giới truyền thông và chỉ xác nhận có cuộc khám xét, lưu ý hành động này diễn ra là có mục đích. Ông nói thêm Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ trình đề nghị công khai chat và biên nhận theo xác nhận của cựu Tổng thống về cuộc khám xét, các tình huống liên quan và sự quan tâm của công chúng tới vấn đề này. Ông Biden từng cáo buộc ông Trump với tư cách là Tổng thống đã tạo ra quá nhiều ảnh hưởng lên Bộ Tư pháp Mỹ. Các cố vấn của ông Biden muốn tránh tạo cảm giác và suy nghĩ rằng chính trị là thứ thúc đẩy cuộc điều tra. Bên cạnh đó, các cố vấn của Tổng thống không muốn ông Trump nhận thêm sự chú ý sau sự kiện này. Họ rất dễ bị lôi kéo vào đợt trao đổi công khai qua lại với ông Trump về cuộc điều tra. Một số thăm dò cho thấy các cử tri Đảng Cộng Hòa đang tập trung ủng hộ ông Trump sau sự kiện này. Nhiều thành viên của Đảng Cộng Hòa cho rằng cuộc khám xét nhuốm màu động cơ chính trị.
Hồi đầu tháng này, hạ nghị sĩ Elise Stefanis cho rằng vụ việc hoàn toàn mang tính lạm dụng và vượt quyền. Hiện tại, một số chiến lược gia Đảng Dân Chủ thất vọng khi sự kiện này đã làm lu mờ những chiến thắng của Tổng thống trong vài tuần qua. Khi Quốc hội Mỹ thông qua luật thuế và khí hậu của Đảng Dân Chủ, tin tức lại chủ yếu nói về cuộc tìm kiếm ở Mar-a-Lago. Nhấn vào thông điệp đối lập, sau kỳ nghỉ, ông Biden dự kiến tăng tốc các chuyến công tác nhằm nỗ lực quảng bá những thành tựu lập pháp và chiến dịch tranh cử thay mặt cho các thành viên Quốc hội Mỹ. Nhà Trắng đã đóng khung thông điệp đối lập, trong đó chỉ trích ông Trump và các đồng minh vốn tập trung vào chương trình nghị sự MAGA, làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, phục vụ lợi ích cho nhóm giàu có nhất, các tập đoàn và chính bản thân những người này. Chiến lược này được thúc đẩy bởi mong muốn của Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ muốn đưa cuộc bầu cử giữa kỳ thành sự lựa chọn giữa chương trình nghị sự của họ và của Đảng Cộng Hòa, thay vì nơi để thăm dò ý kiến của công chúng về vị Tổng thống có tỷ lệ ủng hộ quanh mốc 40%. Đảng Cộng Hòa phản đối cho rằng Nhà Trắng đang tập trung vào ông Trump để đánh lạc hướng việc chính quyền làm chưa đủ tốt để giải quyết lạm phát và những lo ngại về nền kinh tế. Ông Biden bắt đầu trực tiếp chỉ trích ông Trump và những người ủng hộ cựu Tổng thống vào tháng 5 khi Nhà Trắng tập trung vào cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông Biden đã sử dụng thuật ngữ Ultra MAGA trong một số bài phát biểu trong mùa hè này nhằm chỉ một nhóm nhỏ ủng hộ Đảng Cộng Hòa một cách cực đoan. Cụm này được đưa ra sau khi cuộc thăm dò ý kiến từ nhóm theo Đảng Dân Chủ cho thấy một bộ phận lớn cử tri dao động cảm thấy tiêu cực về khẩu hiệu của ông Trump. Những người có thể tiếp cận tài liệu tuyệt mật của Mỹ. Tình báo Mỹ cho biết có hơn 1 triệu người có thể tiếp cận những tài liệu tuyệt mật, song không đồng nghĩa những người này có thể xem tài liệu mà ông Trump cất ở Mar-a-Lago. Theo thời gian, càng có nhiều câu hỏi và giả định xoay quanh vụ việc khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump bị khám xét. Một trong số đó liên quan tới những tài liệu mật mà FBI thu giữ khi lục soát tư dinh của ông Trump tuần trước. Đã xuất hiện những thắc mắc nội dung 11 bộ tài liệu mà ông Trump cất giữ tại Mar-a-Lago và tại sao chính phủ cương quyết muốn thu hồi chúng, với 4 bộ tài liệu được phân loại tuyệt mật. Ngoài ra, những tài liệu đáng chú ý khác được thu giữ có tài liệu được đặt với danh mục Tổng thống Pháp hay tài liệu liên quan đến việc ân xá Roger Stone, một đồng minh của ông Trump bị kết tội năm 2019, do nói dối Quốc hội liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Ông Trump đã yêu cầu được trả lại những tài liệu, mặc dù theo luật Mỹ, tài liệu Tổng thống không phải là tài sản của ông. Quyền tiếp cận tài liệu tuyệt mật. Có hơn 1 triệu người có thể tiếp cận với dữ liệu tuyệt mật. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia DNI đã công bố tài liệu quyết định thông qua an ninh vào năm 2017, báo cáo gần đây của cơ quan này. Theo đó, hơn 2,8 triệu người có thể tiếp cận các loại tài liệu mật, trong đó có gần 1,2 triệu người được cho là có thể tiếp cận các tài liệu bảo mật cấp cao nhất. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hơn 1 triệu người có thể tùy ý xem những tài liệu tuyệt mật được cất ở Mar-a-Lago. Mỗi cơ quan phân loại tài liệu, chẳng hạn như FBI hay CIA, sẽ có một hệ thống riêng liên quan đến quy trình giải mật tài liệu.